Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Viện Chính sách Công, các chuyên gia đến từ Đại học Fulbright sử dụng phương pháp mới khá khoa học để định vị sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh những năm tiếp theo. Đây là cách để Thành phố Hồ Chí Minh xác định những sản phẩm công nghiệp chủ lực có khả năng phát triển thành ngành hàng chủ lực trong thời gian tới. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng nguồn dữ liệu của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để xác định sản phẩm xuất khẩu của thành phố có lợi thế xuất khẩu từ giai đoạn 2012 cho đến năm 2016. Đồng thời, thông qua việc sử dụng dữ liệu gần 14.000 doanh nghiệp được thu thập từ Cục Thống kê, Cục Thuế, kết hợp phương pháp khảo sát, phỏng vấn gần 200 doanh nghiệp thuộc 14 nhóm ngành xuất khẩu để xác định lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng trên sản phẩm xuất khẩu. Kết quả của phương pháp nghiên cứu này sẽ giúp thành phố tìm được giải pháp khi thành phố đang muốn tìm ngành hàng chủ lực để phát triển, nhưng đang loay hoay chưa xác định được ngành hàng, chưa tìm được tiêu chí để tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển.